Ngày 28 tháng 10, Ban Dân vận huyện ủy Thoại Sơn tổ chức bàn giao nhà nghĩa tình dân vận cho gia đình ông Nguyễn Văn Tám, ngụ ấp Tây Quê, xã Bình Thành. Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đã đến dự. Căn nhà được bàn giao có diện tích 44m², tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, Ban Dân vận huyện ủy Thoại Sơn vận động gia đình bà Trương Thị B, xã Thoại Giang hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và địa phương đối ứng. Dịp này, Ban Dân vận huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn và chính quyền địa phương cũng trao tặng cho gia đình tiền mặt và một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu trong gia đình, vận động gia đình cố gắng làm ăn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.